Chào các bạn đến với Sưởng Lo Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Hôm nay mình đang ở cầu Cổ Chiên. Đây là cái đường này là đi đến Trà Vinh. Thì từ Bến Tre muốn đi đến Trà Vinh thì phải đi qua cầu Cổ Chiên. Thì mình cũng rất là cảm ơn khách hàng của từ Trà Vinh. Hôm qua mình cũng đã giao một cái lo ba bát cho tỉnh Trà Vinh. Một ông chú Việt Kiều về nước đã mua mình một cái lo để về quê để xài, lo ba bát. Thì hôm nay cũng một khách hàng ở tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng mua mình một cái lo là 5 tấc đơn để giải trí trong nhà. Mình cũng cảm ơn mấy anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên công ty của mình. Thì các bạn đã biết là chất lượng tạo nên thương hiệu, uy tín tạo nên thương hiệu, thì hàng mình có chất lượng tốt nên bà con mới tin tưởng dùng sản phẩm của mình, và chế độ bảo hành cũng nhanh gọn hơn các công ty khác nên bà con cũng rất là thích nha các bạn. Đó, đây là cái trước mặt mình là cái cầu Cổ Chiên, bắc qua sông Cổ Chiên để đến tỉnh Trà Vinh. Đây là cái cầu Cổ Chiên, cầu này nó lớn lắm. Thì con sông Cổ Chiên này là nó bắt nguồn từ sông của cầu Mỹ Thuận đó các bạn. Sông Cổ Chiên là bắt nguồn từ sông của cầu Mỹ Thuận đi xuống. Thì cầu này là thấp hơn cầu Mỹ Thuận. Do cái tuyến đường này là không có ảnh hưởng tới tuyến đường biển hàng hải nên cầu bắt thấp hơn. Đây là mình tới huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Thì khu vực địa phương này bà con trồng dừa như Bến Tre ha, hai bên đều trồng dừa. Kinh tế ở đây chủ yếu là cây nông nghiệp là cây dừa. Huyện Càng Long. Mình sẽ đi đến huyện Cầu Ngang. Đây là của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đây khu vực Trà Vinh này rất là nhiều chùa nha. Chùa Khơ Ma rất là nhiều. Đây trước mặt mình là chùa. Chùa nào chùa nấy đẹp không à. Đó, chùa nó cao lắm. Rẽ trái vào đường KL53 mới. Cầu Phước Hảo. Đây bên tay trái mình là cái chùa nhà thờ. Nhà thờ. Đây là huyện Cầu Ngang rồi nha các bạn. Ở trước mình cũng là một cái nhà thờ thì nó cũng lớn lắm. Tới địa phận của huyện Cầu Ngang rồi. Cầu Vĩnh Kim. Dạ. Đây là cái đường ra anh vô nhà khách của mình. Thì do mình đi chiếc bán tải không có qua mấy cái cầu được, thì ông anh để chở bằng xe máy vô. Đường này là chỉ xe 500 kg thôi. Đường đan này là 2 m. Ở đây là thị trấn Cầu Ngang, chợ từ chợ Cầu Ngang đến nhà của khách của mình đây. Đây là nông nghiệp, đây là trồng lúa nè. Đây là tới nhà ông anh mình nghe các bạn. Rồi bỏ lo xuống. Khiêng vào lời ca sĩ sẽ hát. Đây là cái lo 5 tấc đơn sử dụng công sức lớn nha. Anh có cái mấy cái lo thêm không nhà? Chưa có hả? Dạ dạ. Tại vì cái lo này hát được thêm 2 cái 4 tấc nữa nha các bạn. Hát được thêm 2 cái lo 4 tấc nữa. Những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót giày, trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao. Trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Trong lặng lẽ
vui xưa đã tàn trong nắng để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai. Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong. Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu. Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh. Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu. Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh. Alo, giờ để thử máy nha các bạn. Mình đến chúng ta bài hát bây giờ liên khúc rumba. Thì cái lo này mình đang giao cho ông anh ở thị trấn Cầu Ngang của tỉnh Trà Vinh. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tự duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn không đưa, hãy ra đi từ đô nào. Ngày xưa đó ta hay đón yêu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa trên biên trời đồn khuyên, lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt quen sầu, không nói nên câu xa từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua bao. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, khi núi sông còn điêu linh. Ở phường này vui kiếm sống chỉ nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến, cho tự duyên đơm thắm màu. Đáng chọn cho con hết thay mày con. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biên thư về cho em nhớ thương mời đây. Đêm nay trên đồn quan thương em thương nhiều lắm, em ơi cho chăng tình lẻ đêm buồn. Dạ xin cảm ơn quý khán giả. Thì bữa nay không có camera đeo mình hát khúc thôi. Ông chú đây, ông anh ở đây mua lo mà ảnh không biết hát, biết thưởng thức không à, không biết hát. Mấy bà chị trong ra làm bản đây. Dạ. Dạ, hát đại đi. Hay ha, ca hay không bằng hay ca, mà hay ca rồi sẽ ca hay mà. Thì mấy ông anh Vũ chủ yếu là mua về để cho anh em hàng xóm với con cháu hát, mà giờ ông anh mua mà không biết hát nữa. Dạ. Thì đa hát bản đây chị. Dạ. Ngại. Anh chưa nhậu anh còn ngại. Dạ. Trả tội nghiệp ta lắm. Đó.
giờ khách hàng ở đây, anh em ở đây quá trời là ai cũng mắc cỡ hết á, không chịu lên sân khấu. Giờ thôi anh hát bài đi, hát mà thôi, giờ uống trà đá hát cũng được nữa. À, lực 1 2 3 4 5 6 không hơi hả đó. Dạ cái này anh đem từ sáng giờ hả? Dạ em ở Long An lận. Ở Long An đi, dạ. Dạ dạ đi đường Bến Tre qua. Đây, Quốc Lê. Đây, Quốc Lê. Đây là nãy giờ năn nỉ dữ lắm đó nghe mấy ông chú của em mới hát hát bài gì chú? Bài gì? Bài gì? Hát bản mùa xuân lá khô. Mùa xuân lá khô rồi, quá hay luôn. Karaoke mùa xuân lá khô Tông Nam. Rồi mở nhạc lên đúng không? Anh lính làm thơ.
thấy ngon còn nhiều quý. Tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong ánh sương hồng. Em nói em khi yến kinh dài xa nhau từng ngày qua xa cả xuân mai. Em nói em khi yến kinh dài xa nhau từng ngày qua xa cả xuân mai. Mà nãy giờ giấu hoài ha. Mày chạy mũi, chạy mũi không được không? Quốc bản đi anh. Quốc bản đi, quốc bản đi. Bạn nó giấu được có đâu. Năm lạc lòi khuấy không em. Mười năm nhau nhau chiếu trong đêm. Ta chốt phong mang, ta chốt phong mang. Mang cuối qua đêm làm tiệp phong trần. Bóng tàn trên lưng đồi có non gió hiền con quý phu ngàn lao xanh. Ngoài kia là trồng sóng tôm lúa mới bên lý che xanh hàng yên ngang dừa. Qua đây là dòng sóng ta thương mến đôi bóng chung đôi như ngày âu thơ. Cùng mấy tâm tôi anh sẽ đưa em đi về về lỗi chân hiền. Còn nãy đợi chờ nữa không em, còn nãy dần hơn nữa không em. Tôi hãy theo anh mà nói ăn năn, ta chót cơn mê cùng giặt nhau về. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc lòi quái không em, mười năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta chốc phong hằng, ta chốc phong hằng, mang túi hoa đêm làm nghiệp phong trần. Bóng tàn ngã trên lưng đồi có non gió hiền con quý phu ngàn lao xanh. Ngoài kia là trồng sóng tôm lúa mới bên lý che xanh hàng yến ngang dừa. Qua đây là dòng sóng ta thương mến rơi bóng chung đôi như ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa quê vùng mấy tâm tôi. Anh sẽ đưa em đi về về lỗi chân hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em, còn ai dần hờn nữa không em. Tôi hãy theo anh mà nói ngang năng, ta chót cơn mê cùng giặt nhau về. Mình đã test nhạc xong nha các bạn. Nãy giờ năn nỉ lắm mấy ông anh mới hát được hai bản. Rồi mình đã test nhạc xong rồi, mình đã bàn giao cho khách rồi. Cảm ơn ông anh nhiều, cảm ơn bà con ở Trà Vinh ủng hộ xưởng lo của Thành Cao. Cảm ơn tất cả mọi người.